Rồi, xin chào các bạn nhé. Đây là quán cà phê 15k đẹp nhất Việt Nam. Đây, đó. Chỗ này mình sẽ quay chậm chậm quanh một vòng nha. Vì đây là nước này, mùa đây mùa mưa nên nước lớn. Đó, qua đây. Cảnh rất là mát mẻ. Đây là một đồng đội đang quay. Thì quán này là quán cà phê phổ đá ở La Dí nha các bạn. Ở đây một ly cà phê chỉ có giá 15 đến 17 ngàn. Rất là rẻ mà uống cà phê rất là ngon và view rất là đẹp.